Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 242 của phòng khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, việc tìm hiểu về cơ quan sinh dục nữ sẽ giúp cho các bạn nữ có kiến thức để chăm sóc sức khỏe, sinh sản, vệ sinh kinh nguyệt tốt, từ đó có sức khỏe toàn thân được tốt hơn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn có tâm lý ngại ngùng khi tìm hiểu về vấn đề này khiến cho bộ phận sinh dục nữ có nguy cơ mắc phải những căn bệnh làm ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và sức khỏe toàn thân của chị em. Để giúp chị em có những kiến thức cơ bản nhất về hệ sinh dục nữ và các phương pháp chăm sóc bộ phận quan trọng này, trong chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức tuần này, chúng tôi mời quý vị nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ trao đổi với chúng ta về các vấn đề tế nhị này. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị. Thật tình cờ vào đúng cái ngày phòng khám chúng tôi lên chương trình này thì cũng trùng vào với ngày 20 tháng 10 hàng năm là cái ngày kỷ niệm để tôn vinh cái vai trò và tầm quan trọng của người phụ nữ Việt Nam nói riêng và người phụ nữ trên toàn thế giới nói chung và cũng hết sức tình cờ là ngày hôm nay chúng tôi lại làm cái chủ đề đặc biệt về chị em, đó là chủ đề về hệ sinh dục nữ. Chúng tôi xin gửi chương trình này như một món quà đặc biệt nhất đến tất cả chị em phụ nữ của chúng ta. Xin kính chúc chị em phụ nữ một ngày 20 tháng 10 tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Và trong cái thời gian sắp tới đây, chúng tôi sẽ có một cái loạt bài về những cái bệnh lý phụ khoa và trước khi tìm hiểu về cái bệnh lý phụ khoa thì chúng tôi xin gửi tới quý vị những cái kiến thức cơ bản nhất về cấu tạo bộ phận sinh dục nữ để cho quý vị có những kiến thức cơ bản nhất để chúng ta tìm hiểu bệnh lý sau này một cách thuận tiện hơn. Như quý vị đã biết là cơ quan sinh dục nữ hay là cái hệ sinh dục nữ là một cái hệ thống được cấu tạo bởi nhiều những cái bộ phận khác nhau và chúng đảm nhận nhiều cái chức năng vô cùng quan trọng như là chức năng sinh lý, đời sống tình dục, vai trò làm mẹ như là thụ thai, nuôi dưỡng thai nhi và sinh đẻ đó là một cái trọng trách hết sức to lớn và cũng hết sức thiêng liêng của người phụ nữ. Về phương diện giải phẫu thì chúng tôi chia bộ phận sinh dục nữ làm hai phần, đó là bộ phận sinh dục ngoài và bộ phận sinh dục trong. Trong chương trình này chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu tạo của bộ phận sinh dục ngoài. Bộ phận sinh dục ngoài thì những cái chúng ta có thể nhìn thấy được là âm hộ và tuyến vú của người phụ nữ thứ nhất là chúng ta tìm hiểu cái khái niệm về âm hộ âm hộ hay từ dân gian người ta còn gọi là cửa mình là cái tên gọi chung cho tất cả những cái cơ quan sinh dục nữ ở bên ngoài mà chúng ta có thể nhìn thấy được trên thực tế thì một phần lớn các cái chị em phụ nữ của chúng ta vẫn còn nhầm lẫn giữa âm đạo và âm hộ trong khi trên thực tế thì lỗ âm đạo nó chỉ là một cấu trúc nằm bên trong âm hộ mà thôi đối với phần âm hộ chúng ta quan sát từ trên xuống từ ngoài vào thì chúng ta thấy là gò mu gò mu là một cái phần nằm ngay ở trên sương mu ở cái phần gò mu này khi mà bé gái đến cái tuổi dậy thì thì nó sẽ xuất hiện một cái lớp mỡ nó làm cho cái gò mu này được cao lên và kể từ khi bé gái dậy thì thì nó bắt đầu nó xuất hiện lông mu ở trên này đó là gò mu thứ hai nữa là phần bên ngoài mà chúng ta thấy được đó là hai cái môi lớn Môi lớn là hai cái nếp da lớn nó bao bọc ở bên ngoài, nó có chức năng là bảo vệ các cái cơ quan sinh dục ở bên trong và đặc biệt là nó bảo vệ cái lỗ niệu đạo và cái lỗ âm đạo. Và cũng như là trên gò mu thì khi bé gái đến tuổi dậy thì thì lông nó cũng xuất hiện ở hai cái môi lớn này. Ngoài ra hai cái môi lớn này nó cũng chứa rất là nhiều các cái mô mỡ, các cái tuyến mồ hôi ở đây. Bên trong hai cái môi lớn là hai môi bé, đây là hai cái nếp gấp da nó mạnh hơn, nó mỏng hơn và nó chứa nhiều cái tổ chức liên kết nó chứa rất nhiều mạch máu và nó nằm ở bên trong hai cái môi lớn hai cái môi bé này nó bao quanh cái lỗ niệu đạo và cái lỗ âm đạo nó có chức năng bảo vệ cho hai cái lỗ này để tránh những cái vi khuẩn ở bên ngoài xâm nhập vào thứ tư là âm vật đây là một bộ phận rất nhỏ chỉ bằng hạt đậu thôi nó chứa khoảng tám cái đầu mút dây thần kinh đây là một cái vị trí hết sức nhạy cảm của người phụ nữ bản chất của nó là một mô cương khi mà âm vật này bị kích thích thì nó cũng cương cứng lên giống như là dương vật của người đàn ông Thứ năm là màng trinh. Đây là một cái màng mỏng, nó nằm ngay sau cách cửa âm đạo khoảng từ 1,5 đến 2 cm. Nó ngăn cách lỗ ngoài của âm đạo với âm đạo ở bên trong. Và cái màng trinh này nó cũng có nhiều hình thái khác nhau. Thông thường thì cái màng trinh này nó có từ một đến vài lỗ để khi mà bé gái tới cái tuổi dậy thì thì bé gái bắt đầu hành kinh thì kinh nguyệt nó sẽ đi từ tử cung, nó đi ra âm đạo và nó thoát ra ngoài theo cái lỗ của màng trinh này. Và theo lẽ tự nhiên thì khi mà người phụ nữ có giao hợp lần đầu thì cái màng trinh này nó sẽ rách ra và nó có thể chảy ra một ít máu. Tuy nhiên màng trinh nó rất mỏng cho nên là trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày có khi là các chị em phụ nữ chưa có gia đình nhưng mà màng trinh vẫn bị rách do những cái tai nạn như là té ngã hoặc là tập luyện thể dục thể thao, những cái tư thế khó nó làm cho cái màng trinh này rách ra. Do đó những cái quan niệm hồi xưa của ông bà ta uh, gắn liền màng trinh với lại cái sự trinh tiết của người phụ nữ thì ngày nay nó cũng không còn được chính xác nữa quý vị nha và đặc biệt là quý vị nam giới thì chúng ta phải có một cái nhìn thoáng hơn về cái khái niệm màng trinh này. Cái cơ quan thứ sáu đó là cái tuyến bạc tô linh. Thì ở cái vị trí mà khoảng từ 5 giờ cho đến 7 giờ hai cái môi lớn đó, nó có hai cái tuyến hai bên gọi là cái tuyến bạc tô linh. Thì cái tuyến này nó nó cái dạng hình cầu hình tròn đó, nó nằm ở hai bên cái mép lớn đó. Khi mà một bé gái đến tuổi dậy thì thì cái tuyến bạc tô linh này nó sẽ hoạt động và nó tiết ra chất dịch nhầy để nó làm cho cái môi trường âm đạo nó được ẩm ướt, nó bảo vệ cơ quan này khỏi những cái tác nhân như virus, vi khuẩn xâm nhập vào. Ngoài ra nó còn có cái chức năng bôi trơn khi mà có cái quan hệ tình dục. Cơ quan thứ bảy là lỗ ngoài của niệu đạo. Đây là cái nơi mà nước tiểu nó dẫn từ bàng quang đi ra ngoài theo cái lỗ ngoài của niệu đạo này. Cơ quan thứ tám là lỗ âm đạo. Cái lỗ âm đạo thì nó nằm ngay ở bên dưới cái lỗ niệu đạo thì nó có ba cái chức năng chính. Thứ nhất là khi mà các cái bé gái đến tuổi dậy thì thì kinh nguyệt nó sẽ đi ra theo cái đường này. Cái chức năng thứ hai khi mà người phụ nữ có gia đình thì họ sẽ x x x theo cái đường tự nhiên này. Chức năng thứ ba là khi mà người phụ nữ mang thai thì khi sanh em bé, em bé cũng từ tử cung đi ra theo cái đường âm đạo và đi ra cái lỗ ngoài của âm đạo này. Đó là ba cái chức năng của lỗ âm đạo. Nói tóm lại cơ quan sinh dục của nữ thì nó gồm có gò mu, uh, hai môi lớn, hai môi bé, lỗ niệu đạo. Lỗ niệu đạo là cái nơi mà nước tiểu nó sẽ đi ra ngoài từ bàng quang. Thứ năm là lỗ âm đạo và nó có một cái cặp tuyến gọi là tuyến bạc Bartholin, nó có nhiệm vụ là tiết ra cái dịch nhầy để cho nó bảo vệ cái cơ quan sinh dục của người phụ nữ. Và một cái cơ quan sinh dục ngoài của phụ nữ hết sức quan trọng đó là tuyến vú. Tuyến vú này nó có chức năng là tiết sữa để nuôi con. Nó có chức năng là hấp dẫn giới tính và một cái chức năng hết sức quan trọng đó là tạo nên cái nét đẹp huyền bí cho người phụ nữ. Như vậy là tôi vừa trình bày với quý vị một cái nét khái quát nhất về bộ phận sinh dục ngoài của nữ. Trong chương trình tuần tới chúng ta sẽ tìm hiểu về các cái bộ phận sinh dục trong của người phụ nữ. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị một ngày chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào quý vị. Quý vị vừa nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về cấu tạo của cơ quan sinh dục nữ. Xin cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi xin quý vị vui lòng like chia sẻ đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón xem những chương trình tiếp theo của chúng tôi về các loại bệnh lý và các giải pháp bảo vệ sức khỏe của con người kính chúc quý vị một ngày chủ nhật an lành và hạnh phúc xin kính chào tạm biệt